Ông Philip Chaussier thẳng thắn tuyên bố nhiều tuyển thủ Việt Nam không xứng đáng được triệu tập đợt này dựa trên phong độ trong thời gian gần đây. Giải thích về tiêu chí chọn cầu thủ cho tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong đợt hội quân tháng 6, ông Chaussier thẳng thắn: "Tôi chọn họ theo nhiều tiêu chí. Thứ nhất, tôi tôn trọng những người nhiều kinh nghiệm, đã khoác áo tuyển quốc gia nhiều trước đây. Vì thế, tôi quyết định triệu tập gần như mọi cầu thủ giàu kinh nghiệm, tức là nhóm có nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển trong các trận chính thức. Tôi có thể thẳng thắn khẳng định nhiều người trong số này dựa trên phong độ thì không xứng đáng khoác áo tuyển quốc gia. Nhưng với số lượng 34 người tập trung, tôi vẫn triệu tập họ để tạo động lực cạnh tranh, tạo so sánh trong hàng ngũ của mình. Tôi cũng có thể chia sẻ là theo đúng các tiêu chí này, Quang Hải không xứng đáng có tên ở tuyển quốc gia và Công Phượng thì cũng vậy. Một số tuyển thủ khác đang được thi đấu nhiều ở V-League nhưng cũng không thể hiện tốt." Huấn luyện viên người Pháp thẳng thắn chia sẻ. Nói kỹ hơn về trường hợp của Quang Hải, ông Chaussier tiếp tục: "Nhưng các tiêu chí ấy chỉ chính xác nếu tôi buộc phải rút gọn danh sách xuống còn tầm 20 người cho mỗi trận cầu chính thức, và một trận đấu như thế sẽ chỉ tới vào tháng 11 thôi. Còn hiện tại, chúng ta đang bắt đầu quá trình mới, tôi cần thời gian làm quen với cầu thủ, và họ cũng vậy. Bởi thế, tôi muốn cho tối đa cơ hội cho một số lượng lớn cầu thủ. Với tôi, sẽ không có ranh giới nào cho 58 cái tên của tuyển quốc gia và U23. Ông Chaussier cho biết, mình đang có một danh sách khoảng 100 cầu thủ tiềm năng để nhắm tới mục tiêu World Cup 2026. Một trận cụ thể chỉ cần 11 cầu thủ chính thức và 7 dự bị, nhưng không thể đi cả quãng dài như thế với một nhóm 10 hay 20 cầu thủ. Tất nhiên, Quang Hải hiện tại có thể nói là không xứng đáng lên tuyển, nhưng tôi vẫn muốn gặp Hải để khích lệ, củng cố tinh thần cho cậu ấy. Nếu ta nhìn lại các bàn thắng và thời điểm ghi bàn của Hải ở tuyển quốc gia, ta sẽ thấy tầm quan trọng của cậu ấy. Hải hiện chỉ cần sự tự tin thôi. Sắp tới, qua quá trình tập luyện và thi đấu, tôi tin Hải sẽ bắt nhịp tốt lại, cựu huấn luyện viên tuyển Nhật Bản cho biết. Trước Quang Hải, nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam khác đã thất bại khi xuất ngoại. Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường đều được kỳ vọng nhiều nhưng không thành công. Một người khác là Nguyễn Công Phượng đang chật vật ở Nhật Bản. Nguyễn Văn Toàn là tuyển thủ nam duy nhất hiện có những thành tựu khả quan ở K2 League Hàn Quốc. Ông Chaussier phân tích thực trạng đó: "Tôi hiểu và thông cảm cho họ. Chuyển tới và sinh sống tại nước ngoài là không hề dễ dàng. Việc này luôn trải qua khó khăn vì cầu thủ phải làm quen với môi trường khác, khí hậu khác, đồ ăn khác, xung đột ngôn ngữ, giao tiếp, chưa kể các yếu tố về chuyên môn. Ví dụ như Hải ở League 2, yêu cầu chuyên môn rõ ràng nhanh hơn, mạnh hơn, buộc Hải phải thúc đẩy bản thân nhanh hơn, mạnh hơn, sẽ các quyết định nhanh hơn." Huấn luyện viên sinh năm 1955 không đưa ra lời khuyên cụ thể, nhưng ông khẳng định câu lạc bộ cần hỗ trợ cầu thủ tốt hơn. Ông lấy ví dụ, nhiều câu lạc bộ sẵn sàng trả lương, phí chuyển nhượng rất cao cho cầu thủ, nhưng sự hỗ trợ sau đó thì không nhiều. Ví dụ, khi tôi trao đổi với chủ tịch Paul, tôi được biết mẹ Quang Hải có qua đó một thời gian rất ngắn, nhưng không thể ở lại lâu vì thời hạn visa nên không hỗ trợ được nhiều về cuộc sống tinh thần. Tôi nghĩ với cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, sang châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan sẽ phù hợp hơn. Trong hôm nay hoặc ngày mai, Quang Hải sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ xuất ngoại khác là Văn Toàn và Công Phượng hội quân vào ngày 12 hoặc 13 tháng 6. Họ sẽ cùng tuyển Việt Nam giữa hai trận giao hữu với Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 và Syria vào ngày 20 tháng 6. U23 Việt Nam cũng gặp Công an Hà Nội vào ngày 14 tháng 6 và Hải Phòng vào ngày 17 tháng 6. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!